Ôi, xin chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến với lại quest 2 quest ở đây, qua một nhiệm vụ mình thứ vào đây để xem đánh với lại ai. Round 1 này. Đội hình của mình vẫn gồm 4 nhân vật, đấy là Voidy, Skarnetic, Vision và Storm. Không biết là đấu với lại đội này sức mạnh bao nhiêu. Ui, rất là đợt này chúng ta sẽ đi theo đường thẳng nhá. Chúng ta sẽ đi theo đường thẳng. Một ma cung mê trận luôn, mê ma trận luôn. Đấu với lại Vision 300 điểm, thôi về đấu với Vision. Kết thúc Vision, thôi kết thúc Vision cách rất chóng vánh. Chỉ khoảng tầm 15 giây sau khi vào trận là VOD đã quyết định Vision tiếp tục đấu với lại AD, đấu với lại Miss Marvel đấu với Skarnetic 258 điểm, chỉ số sức mạnh 258. Miss Marvel, hai cô nàng đều sử dụng. Ui rồi, Miss Marvel chết rất là nhanh. Cam mới rút chủ yếu dùng chân. Tiếp theo là đấu với Pulisi, Storm đấu với Pulisi. Ôi trời, rất nhanh chóng. Storm là cô nàng chuyên gây bão tố ở trong phim dị nhân. Chúng ta đấu với người thép Genesis. Vision đấu với người thép. Người thép đang cố gắng chống đỡ những đòn đánh của Vision và đang đánh Vision. Wow, Vision đã tung chiêu mắt lửa vào người sắt và người thép và đã chết. Tiếp theo, quát của chương này chỉ có chỉ số sức mạnh là 424. Đây như là người cá. Đấy, tôi bắt. Ủa, tôi bắt rất to. Storm. Sức mạnh của Storm rất mạnh. Ok, Skarnetic. Ai sẽ đấu với Skarnetic đây? Voidy đấu với Skarnetic. Voidy là vua chiến tranh, vua chiến đấu cận chiến, đánh liên tục, đánh rất rát luôn. Chiến thắng rất chóng vánh, cần 10 giây luôn. Đây là con yếu, mạnh hơn. Antiman tính là người kiếm. Anman chứ không phải Antiman, mình đọc lầm. Anman, đấu với Storm. Storm là tung gió nhưng mà không ăn thua, tung gió hụt rồi. Tung gió này đã chính xác. Đã gặp boss lần này rồi, chỉ số của bạn là 424, 32 sao bạc. Đấu với Vision, Vision 4 sao đồng. Chỉ số sức mạnh của em boss này chỉ bằng 1/3 của Vision thôi. Ôi nhưng mà nó đang cầm kiếm.
quả đấm giữa mặt của Vision đã kết thúc trận chiến. Ok, chúng ta tiếp tục với lại trận thứ hai. Trận này thì tỷ số sức mạnh của các đối thủ đã tăng cao rồi. 348 được. Cùng gió nhưng mà không ăn thua gì. Cô làng bão tố đã kết thúc trận đấu. Ta chơi này người ta vít lắm, người ta như giờ 60 rồi, mình cũng như giờ 16 rồi, nhưng mà người ta chơi 7:30 rồi. 7:05 bằng tối con ấy, lúc đẻ con người ta đã chơi rồi. Đánh nhau với người chói à? Người chói à? Người chói à? Hả? Người chói à? Tay có chói à? Tay có... Nắm vuốt đi. Húc, nhau với húc. Rồi xanh hết. Thống ngò xanh, thống ngò xanh thì đấu ra một cái void day. Void day kết thúc trận chiến này. Void day là vua cận chiến. Ok, tiếp theo chúng ta như lại gặp Ant-Man rồi. Stalo đấu với Vision. À quên, đấu với lại Void. Void là vua cận chiến. Giết mấy đối thủ mất con 93% thôi. Vẫn còn, vẫn còn 93% máu. Ui, thằng này đang mất khá là nhiều. Kết thúc. Dám đánh với anh. Anh như đấy gì không? 10 trang. Ok. Stan hết ít đấu với Thor. Thor đang cầm chiếc búa rất là to. Thần Thor. Thần Thor thì cũng chết. Thor thua. Thoa này đá hai cái vào mặt luôn, đá luôn. Ui thằng Thoa mới chỉ được 2 sao thôi mà sao đánh được 4 sao rồi. À, chào bạc, thưa. Bạc đồng. Mình là đồng ạ. Còn bị gặp boss rồi. Đấu với con tê giác này sẽ làm bot. Giờ Hino. Tiếp tục Hino một cách rất trong đấy. Cuối cùng chúng ta gặp trùng cuối. Sức mạnh 457. Ui, Glow đấu với Void. Sát thủ
cận chiến